Để điều chế khí carbon dioxide, cô thực hiện thí nghiệm cho nhiệt phân muối natri hydrocarbonate trên ngọn lửa đèn cồn. Để chuẩn bị cho thí nghiệm, chúng ta cần có dụng cụ đèn cồn, giá đỡ đèn cồn, bật lửa, ống nghiệm có chứa natri hydrocarbonate, giá đỡ ống nghiệm, nút cao su có ống dẫn thủy tinh hình chữ L xuyên qua, và các em chú ý đầu của ống dẫn thủy tinh cho tiếp xúc với dung dịch nước vôi trong. Để xem sản phẩm khi nhiệt phân muối natri hydrocarbonate là khí carbon dioxide có tác dụng với nước vôi trong hay không. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thí nghiệm. Cô bật lửa đèn cồn. Các em chú ý chúng ta sẽ hơ nóng đều đáy của ống nghiệm. Sau đó mới tập trung ngọn lửa ở phía đáy của ống nghiệm. Các em hãy theo dõi hiện tượng xảy ra khi khí carbon dioxide sẽ tác dụng với nước vôi trong. Bây giờ cô sẽ dừng đun. Cô tháo nút cao su ở phía miệng ống nghiệm. Sau đó, từ từ kéo đèn cồn ra khỏi đáy ống nghiệm. Các em hãy nêu hiện tượng xảy ra khi cho carbon dioxide tác dụng với dung dịch nước vôi trong. Từ đó, hãy giải thích và rút ra kết luận.